Chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của bố con nhà mình. Hôm nay bố con mình tiếp tục trong cái chuyến hành trình là gọi là xe đi mukbang ăn khuê. Chuyên mục đêm nay ăn gì. Hôm nay chỉ bố con mình có một cái món là gà hấp với cả lá ngải các bạn nhé, với cả xả với bố. Đấy, chuẩn bị thêm một cái đĩa muối ớt đây các bạn. Bây giờ cũng khá là muộn này bạn nhé. Bây giờ tầm 12 giờ đêm này bạn nhé. Rất là muộn này bây giờ. Các bạn thấy là không gian rất là yên tĩnh. Bố con mình định lên mái nhà nhưng mà ấy quá nhỉ. Thôi ngồi dưới này luôn, kiểu là chuẩn bị mưa ấy, cái không tí kiểu là sợ bố thấy bố ấy. Để con để đấy không, con đấy thấy bố cái đùi đây, ui dũng luôn đùi. Bố con mình mỗi người làm cái đùi trước các bạn. Đây cho bố ăn cái này trước, bố cầm mưa bố chấm cho các bạn xem. Bố ăn trước, mời bố ăn trước. Xin mời tất cả mọi người nhá. Dạ, vậy toàn ra ra mời mọi người nhá. Mỗi người làm cái đùi luôn. Định là quay ở trên mái nhà các bạn ấy, nhưng mà nó ấy quá các bạn. Mỗi người hai bố con, mỗi người làm cái đùi các bạn. Mọi người ạ. Mọi người ngải ăn mình chấm với cả muối các bạn nhé. Rồi, mọi người ạ. Ok, mình xin mời các bạn nhé. Định quay trên mái nhà nhưng kiểu là trời nó sắp mưa các bạn. Đấy, bạn thấy gió rì rầm này. Đấy, khá là khuya, khá là muộn. Đây, và mình sẽ thưởng thức cái đùi các bạn nhé. Ok, mình xin mời các bạn nhé. Ngon không bố? Rồi. Cái gà này gà một công nghiệp vậy nhé, không phải gà nhà mình đâu, mua ngoài chợ. Xong về cho vào hấp với cả lá ngải với cả xả thôi. Xin mời các bạn nhé. Đâu hơn ngải, hái ngoài vườn. Nó ngải với ngoài nhà. Ngon mọi người ạ. Cũng ăn vẫn ok mà bố. Lâu lắm này mình cũng không ra video và căn bản là cũng khá mất nhiều thời gian đấy các bạn. Thời tiết nó cũng nóng quá nên không quay được ấy. Nên là mình không quay được video lâu lắm này. Chắc phải tầm 3-4 hôm mà mình chưa ra video các bạn. Vâng. Trời, giết ghê cũng nóng. Mình là mình nóng quá mọi người. Bố mình thì vẫn đi làm đấy các bạn, là không có thời gian ở nhà quay video cùng mình như trước đó. Bây giờ kiểu làm nó đều hơn đấy các bạn. Ở trước là cái đợt làm video ấy, nước của bố tôi rồi. Bây giờ trước mà bố con mình quay video là ngày trưa quay thì kiểu bố của mình cái công việc nó không được đều các bạn, làm kiểu được hôm nọ hôm không không gì nào. Vâng nhá. Nên là quay ra video nó cũng tương đối, nó cũng khá là nhiều, cái tần suất ra video nó cũng khá là nhiều. Sang đến bây giờ hiện tại hầu như là cái đợt vừa rồi đấy là cái thời gian trước đấy Covid nhiều nên đi làm. Thế nên là bố mình ở nhà quay video được nhiều ấy, thế nào? Bây giờ đi làm. Lần này cả bố mình đi làm đều các bạn, không có thời gian nữa là quay. Không còn thời gian mà quay nữa. Đấy. Mình ở nhà thì quay nó cũng một mình quay nó cũng khó, cũng cổng nó khó hay không hay. Mẹ mình ở nhà cũng làm nên là cũng không có thời gian được quay được. Nhiều. Mọi người nóng nôi này đi làm bảo lắm mọi người. Thời tiết là người hàng sợ xây mực luôn. Vâng bố. Nói chung là nắng đôi này làm gì cũng mệt luôn. Bất kể làm bất cứ cái gì cũng mệt, ăn cũng không muốn ăn này. Như là đêm còn mát mát này, ngồi ăn này cảm giác còn ngon hơn rồi. Là khi tối ban tối mình nhịn đói bạn để bây giờ ăn cho ngon rồi, các bạn trưa mới thấy khoan nổi luôn, nó nắng rất mệt. Bắt đầu bây giờ trời là tối kiểu nó sấm chớp rồi sấm mưa các bạn. Hiện tại bây giờ đêm này vẫn chưa mưa vì mà mát. Ở chất nó sẽ mát hơn. Đấy. Mọi người sẽ nắng. Bây giờ làm thợ xây đứng chay chay ngoài nắng. Nếu mà làm của chỗ mà đường giáo thứ mà căng được bán thì căng bạt lắm. Nhưng mà làm mà trời quá. Không. Căng được bạt phớt rồi. Không có chỗ á,
Cái gỗ mình cầm mình căng dưới này. Mình căng. Mới vừa mà đúng không? Gà nó béo nhỉ. Ấy cuối. Mọi người nhìn cái sáng cứ phải đi làm sớm. Đợi bố ăn đi, bố bóc ăn đi. 5:30-6 giờ phải đi rồi, phải làm rồi không ạ? Má, bố làm cái cánh nước được nè. Năm rưỡi sáu giờ phải làm rồi rồi ạ. Đấy, không nghỉ sớm. Nắng không chịu đâu. Gà kiểu ấy nó dầu mỡ bạn lấy ấy. Ăn nó rất là thịt nó mềm đó, nó sẽ không được dai ngon như cái gà ta của mình nuôi đó. Mình ăn từ nãy giờ chưa cái đùi bạn. Không thì phát là nếu các bạn đấy thì bố con mình khả năng là buổi sáng các thứ sẽ không quay được, nhờ thì khả năng bố con mình sẽ làm cái ăn đêm này nhiều hơn các bạn nhé. Như các kênh khác mình thấy thêm nhiều kênh người ta làm múc ban đêm cũng khá là nhiều, bố con mình bắt trước là bố con mình cũng làm nhiều, trước nay cũng làm khá là nhiều rồi. Nhưng mà cái việc mà ngồi mình nấu có đồ ăn ngồi này cũng mua mất khá nhiều chi phí các bạn, rất là khá tốn kém rồi. Hay là kênh bố con mình bây giờ làm theo kiểu là nấu ăn từ ngày xưa này, hay là có nghĩa mình sẽ phải xuyên suốt từ đầu đến cuối ấy. Là làm về nấu ăn nếu mình đổi tắt là nó thứ nhất là nó sẽ không được hay, mà YouTube nó không thích cái đường này các bạn. Nhưng mà mình phải làm một cái gì mình làm xuyên suốt luôn á. Nếu chẳng hạn ví dụ như bây giờ ví dụ mà các bạn bán đang bán cái hàng ăn các bạn chuyển sang các bạn bán xe máy các bạn bán thì không được phải không? Nó dạng dạng cỡ vậy. Nghĩa là mình sẽ phải làm cái gì đấy nó xuyên suốt luôn từ đầu cho đến cuối, bố con mình hiểu sẽ kết hợp vừa nấu ăn chia sẻ một cuộc sống nấu ăn hàng ngày đấy. Khi bố mình nghỉ làm hoặc là khi mà không ấy thì bố con mình sẽ ăn đêm bạn nhá, ăn đêm. Mình thấy khá nhiều kịch nó giảm nhưng mà kiểu kênh người ta lớn lắm mà. Ăn quả rau ngải rất tốt. Mà rau ngải kiểu sống mà ăn hơi đắng các bạn. Con gà thì các bạn rất là lắm thịt luôn. Cái này mà mua về mà ví dụ các bạn mua về các bạn làm ruốc hay là làm đấy, ủ thịt nó nhỏ lắm. Đây các bạn nhìn này, miếng thịt này rất là ngon, rất là ngon luôn. Gà ấy mà rất là ngon, bố cầm nó mang luôn, bố chén ăn đi á. Chén luôn đi còn gì nữa. Ôi, vừa luộc xong bạn rất là bỏng luôn này. Khó lại bay bình út này. Lúc ấy bố mình ở nhà, bố mình luộc ấy, mình bị có việc vừa về xong. Vậy bạn nhớ khó vẫn bay bình út luôn. Ôi. Đấy nhưng mà kiểu gà này rất là lắm thịt ấy, mua về kiểu mình làm ruốc hay là làm ấy kiểu nó nắm thịt đấy các bạn, mà chỉ cần nó ăn mềm ngon lắm đấy, nạc này rất là ngon. Anh còn bị tăng giờ không? Đi vào đây. Cun. Này, đi vào. Chó. Mọi người đây là nước, để hiệu với mọi người nhé, nước. Đi vào. Hai con kiểu một con ăn hết, một con chưa ăn hết mình tranh nhau. Nhắn nó với xương.
Chả bác chú mọi người ạ. Mình mấy tối mà cứ chập tối à, đêm là sớm chút bùm bùm à, không mưa được. Sấm chớp trời thì gió lúc này thì gió bão bùng gió to, cuối cùng cũng không mưa được kiểu ấy. Kiểu nó bảo cơn mưa đằng đông vừa trông ở chạy, mưa đằng tây vừa làm một chơi đúng không, đúng ngày xưa cậu hai có tô đúng không, cơn mưa đằng nam đông vừa trông ở chạy, cơn mưa đằng nam vừa làm vừa ăn đúng không. Mưa đường tây vừa trông vừa chạy, kiểu nói vui vui thôi mà có khi sai ấy. Ví dụ mà chạy lúa mà thế thì thôi bạn ấy phát là coi như là xong buồn chạy kịp à, không chạy kịp là thôi như là ấy quá trước hay thế. Bây giờ tối mát mát ăn rồi, tối mà ăn được cả ăn ngon hơn rồi, đêm này ngồi ăn cảm giác ăn mát hơn rồi, còn sáng buổi trưa chiều làm ăn đây mọi người rất là khoan hơn. Nhưng mình làm thợ xây mình ướt hết quần áo, mồ hôi ra ướt đầm thì à mệt không muốn ăn mọi người. Chả nhỉ, có đồ ngon không ăn ngon được không? Chứ có bát nước canh chua là húp. Trời ơi, gió lên à. Đấy, bạn thấy gió. Bát canh chua húp là ngon. Rồi, nóng rồi này. Chú mình mấy ngày nay toàn là 36 hoặc 7 độ. Rồi bạn nhá, thì video của bố con mình rất là muộn rồi bạn nhá. Thì bố con mình quay xong chắc cũng phải tầm hơn 1 giờ thì video của bố con mình đến đây là kết thúc bạn nhá. Thì trước khi xem video rất mong các bạn cho bố con xin đăng ký và chia sẻ ủng hộ bố con mình nhé. Mình cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi ok, mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhá. Xin chào tất cả mọi người, nhớ mọi người đăng ký và ủng hộ gia đình nhà mình nhá. Gia đình nhà mình xin cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người nhá.